Hello, hello, xin chào cả nhà. Thì cũng như mỗi ngày thì hôm nay em tiếp tục review cái đơn hàng gửi cho khách. Đó chính là bông trang, là gồm 4 cây. Trang trang vàng nghệ 1 cây, trang kim, trang lá kim. Ủa, trang lá hẹ hay còn gọi là trang kim á, 1 cây. Trang màu cà rốt 1 cây. Trang sen 1 cây. Bông trang sen đang ra bông rồi nè các bạn ơi. Cái đơn hàng 4 cây này thì là em gửi cho anh Trí ở phường 8 thành phố Bạc Liêu. Anh đặt 4 cây. Đó, các bạn xem 4 cây thì có cây trang sen đang ra hoa, cây màu cà rốt đang ra hoa, cây màu vàng nghệ thì cái đọt như thế này cũng sắp sửa ra hoa rồi nè các bạn. Và cây trang lá hẹ, trang kim là tổng cộng 4 cây. Đó, em quay các gốc cho cả nhà xem tham khảo để đặt hàng. Em xoay vào phía bên đây, quay gốc phía bên đây. Đó, bồng ra đỏ hết. Một cam. Cái lá hẹ phía trong em cầm để ngoài thấy cho rõ. Đó là cái đơn hàng này 4 cây. Và bây giờ em sẽ đóng thùng vào để giao cho anh Trí ở phường 8 thành phố Bạc Liêu. Rồi một lần nữa là em xin cảm ơn cả nhà đã xem cái clip review ngắn này của em. Chúc cả nhà có ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.